Ngành đưa thợ máy lương cũng khá là ổn các bạn và rất là dễ vào. Một năm các bạn có thể kiếm từ 36.000 cho tới 42.000, tương đương với 850 triệu cho tới 1 tỷ đồng Việt Nam. Ngành này thì các bạn không cần bằng cấp, chỉ cần các bạn không phạm tội, không hút chích. Và đây là chiếc xe đưa thợ. Ở Mỹ họ gọi những người đưa thợ là mailman. Mỗi ngày các bạn đưa thợ khoảng 400 cái nhà. Và điều khó khăn trong ngành đưa thợ là thời tiết nào các bạn cũng phải đưa thợ. Và đây là những thùng bỏ thợ dành cho người dân. Người dân sẽ tới đây bỏ thợ vào đây. Và vào khoảng 12 giờ mỗi ngày, những bạn đưa thợ sẽ tới đây lấy thợ và đem về trụ sở. Nếu các bạn không muốn làm đưa thợ thì các bạn có thể làm trong bưu điện. Tiền lương được trả một giờ là 19 đồng 35 sen. Và các bạn làm càng lâu thì các bạn được tăng lương. Và ngành này cũng đang thiếu hụt công nhân. Và tại vì đây là công ty của nhà nước, khi ngày lễ các bạn cũng được nghỉ, y chang như những ngành cô giáo và thầy giáo. Đây là những hộp thợ các bạn có thể mướn và bỏ thợ vào đây. Gửi thợ ở Mỹ không rẻ nha các bạn. Phí rất là cao, như cái thùng này 22 đô và thùng nhỏ này 17 đô. Và các bạn có thể bỏ cái gì vô cũng được, nặng bao nhiêu cũng được, miễn là vừa cái thùng thôi. Và những cái thùng này các bạn lấy miễn phí. Và ở Mỹ có nhiều công ty đưa thợ, như công ty này là công ty tư nhân, và công ty tư nhân thường thường trả cao hơn công ty nhà nước nha các bạn. Lương từ 48.000 một năm cho tới 100 mấy chục ngàn một năm. Và tất nhiên tiền lương sẽ đi đôi với các bạn chạy bao nhiêu giờ và chạy bao nhiêu ngày. Và khi các bạn làm cho những công ty tư nhân thì họ sẽ cho các bạn chạy nhiều giờ và nhiều ngày hơn nếu các bạn muốn. Và đây là tiểu bang New York, 50 tiểu bang là 50 luật lệ và tiền lương khác nhau nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi kênh của mình để biết thêm về thông tin ở Mỹ nhé. Và mình có một kênh YouTube gọi là Cường Nước Mỹ, các bạn nhớ theo dõi kênh đó giùm mình nhé. Cảm ơn các bạn.